Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Thì hôm nay cửa hàng mình vừa về lại cái súng bắn đinh điện Xcott. Nó dùng hai cái loại đinh anh em ha, vừa bắn đinh đinh F và vừa được bắn đinh U. Đó. Thì cái đinh U này thì anh em là mua cái size đinh của nó đúng vậy thì anh em mới xài được nha. Đó, cái size đinh của nó là bề rộng của đinh nó là 5 5,7 mm, và cái chiều dài của nó thì anh em có thể xài từ 15 cho đến 20 ha, từ 15 cho đến 20 mm. Còn đinh F anh em có thể xài tới 32, nghĩa là xài chuẩn đinh đinh F tới 32, đinh U á dài tới 20. 20 là nhiều lắm anh em á, thì cái U mình ta bắn dài 20 là dài lắm á. Còn cái U bề ngang tầm khoảng là 5,7 mm. Thì cái đinh này đấy hiện tại mình chưa có về, còn đinh S thì mình có sẵn ha, đinh này để mình từ từ mình sẽ nhập về sau. Đó. Thì đây là cái dòng máy bắn đinh dùng điện 220V, cái thông số của nó là ở đây nè. Anh em á. Dùng điện 220V. Ủa đây nó không ghi bao nhiêu watt hết rồi. Ok. Con này mình bán thì rất là nhiều luôn, mà được cái thiết kế mẫu mã rất là đẹp. Giá mới hiện tại bây giờ đang rẻ hơn cũ trước nha anh em. Giá mới hiện tại giờ mình cửa hàng mình bán con này chỉ có 1.050.000 thôi. Rẻ hơn cái kỳ trước là tới 150.000, tại vì cái này mình về số lượng nhiều hơn. Cái nào nhập số lượng nhiều hơn thì giá sẽ rẻ hơn cho anh em ha. Cái hãng Xcott thì nói chung là cũng rất là có tiếng á, nó chuyên sản xuất những dòng để xuất khẩu sang thị trường các nước. Anh em có thể tham khảo sản phẩm của nó tại xcotttool.com nha. Xcott này mình bán cũng khá là nhiều luôn, nó là một cái thương hiệu sản xuất cũng khá là nhiều sản phẩm, cũng mạnh đó anh em ha. Đây là mình thông số của nó nha. Rồi, cái dòng sản phẩm này mình bán khá là nhiều rồi. Mẫu mã của súng đinh Xcott này rất là đẹp luôn. Anh em xem cái mẫu của mình nó nè nha, và cái là nó bền. Cái mình bán ra ngoài thị trường chắc cũng đâu đó tầm khoảng trăm mấy chục cây anh em ha, và nó hết hàng cái này về lại lô mới ha. Em thấy cái mẫu thiết kế rất là đẹp, những cái viền này nè nó sát luôn và nó làm rất là chất lượng anh em ha. Thương hiệu Xcott thì mình khỏi phải nói rồi anh em ha, khá là tốt. Những dòng mà chuyên làm hàng xuất khẩu nha, đó anh em nhìn giống cái đinh những cái hàng nhập ngoài thị trường khác ha, rất là đẹp sắc sảo. Rồi đây có lò chỉnh lực ở đây nha, đinh thì mình bỏ trong đây anh em nha, đinh bỏ trong đây. Thì trong đây đinh đinh lấy cái hộp đinh, nó cho mình một cái hộp đinh chút chút nè ha, đinh mẫu á. Mỗi cái hộp đều cho chúng ta một cái đinh mẫu đi hết này nè, để anh em có thể anh em xài thử ha. Đó, về đinh U thì U như thế này nè ha anh em. Đó, U này chiều dài này thì cái cây này dài chắc tầm đâu đó khoảng cỡ mười mấy thôi nè nha. Rồi này đinh F nè, F này bắn cao lắm mà được 32 nha, thì này nó cho thêm chút đỉnh thôi để chúng ta thử á, chứ nó không có nhiều hết ha. Đó, về đinh U thì chúng ta ráp thì chúng ta bỏ vào như thế này nè, đây nè, trên đây ha, bỏ ráp vào trong đây, nó có cái ngấn này nè nha, chúng ta không để ráp dưới đây không vô được nha, phải ráp ở trên. Đó, đinh U thì ráp ở trên như thế này đây, ok ha. Rồi còn về đinh ép á, thì chúng ta để phía dưới này mà, đinh ép để phía dưới như thế này đây ha, ngon lành luôn. Rồi đó, bây giờ mình sẽ thử cho anh em nha, đinh bị gãy cái bát rồi. Rồi đó, vậy thôi. Cái loại này nó rất hay chỗ ở phía đây, nó có cái cao su này anh em ha, cao su này để cao su để giảm cái đầu này, nó không bị cái dấu nè anh em ha. Nhưng mình những cái này bắn là nó cũng có dấu chút đỉnh đó, nhưng mà để giảm thôi chứ không 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 có nha. Rồi nó có cái khóa an toàn nữa nè nha, có khóa an toàn đây. Bình thường những cái súng bắn đinh đó nè, những dòng kia nó không khóa đâu, riêng cái dòng này thì nó có khóa an toàn ha, nó bằng điện nè, có khóa an toàn, chúng ta ấn xuống thì nó mới chạy, còn bình thường nó sẽ không có chạy ha. Đó, rồi sẽ đem đi thử bắn thử cho anh em xem. Rồi, giờ mình sẽ chỉnh cái lực này là cho maximum ha, maximum luôn đó. Nhưng nó ghi đây là dòng điện 220 24 50 60 hạt ha. Easter. Rồi cái đinh này thì mình cái súng này mình review cũng khá là nhiều rồi nha, mình bán cũng nhiều lắm á. Ấn xuống nè, không bật tắt nguồn ha, chưa bật tắt nguồn nữa nha. Rồi đó, sát sạc anh em ha, sát luôn này. Những cái này á, anh em nó chưa có đủ lực nè, nó bị nhảy cái đinh á ha, hiện tại phải có điểm tay ta tựa luôn
Còn nếu mà nó tựa thì nó sát nè ha, còn người ta mà để cầm tay vậy nó không có điểm tựa, nó dễ bị nảy, nảy cái đinh lên thì nó bị hở nha. Đó, như là bắn thì nó phải cái miếng gỗ của ta nó phải sát xuống như nè ha, thì nó mới xuống. Đó, thì nó sát đây nè, nó sát rồi ha. Đó, hắn xuống nhìn nó sát nè, mạnh xuống. Đó, sát, mạnh xuống nè. Đó là nó sát ha. Còn ta ấn vô từ để vô đây mà ta bắn á là nó sẽ bị nảy. Nảy đầu lên là nó không có sát. Rồi. Ok ha. Đó. Đó. Cái này thì chưa có, nó còn hơi đưa lên nè, ta phải đưa sát xuống nữa nha. Đó. Lực này thì maximum rồi nha, cái lực này khỏe. Đó. Còn anh em bắn lên U thì mình rút này ra. Mình để phía trên như này anh em, ha, phía trên đây. Đó, phía trên như thế này nè, ấn vô. Rồi. Đây. Hai lên U bắn ngon lành luôn. Đây ha. Ok anh em ha. Đây. Sát rạc đây ha. Đó, đinh đu. Ok. Rồi, với giá mới anh em á 1.050.000 là chúng ta có thể mua cây súng bắn đinh điện của hãng Escort, vừa có khóa an toàn, vừa được xài tới hai loại đinh. Anh em á, vừa xài tới hai loại đinh luôn và thiết kế màu mã rất là đẹp, và cái con này rất là bền ha, mình bán rất là nhiều luôn, và cái vấn đề mà bỏ hành anh em nó ít lắm, ít lắm. Thì anh em có thể tham khảo cái sản phẩm này tại cái website của nó nè, hàng chính hãng anh em á, iscottool.com. Rất là nhiều sản phẩm ở trong đây luôn. Thì cái sản phẩm này bảo hành chúng ta là 6 tháng nha, 6 tháng thì hàng đã có sẵn rồi ha, vừa về tức thì luôn. Cảm ơn đã giới thiệu cho anh em. Đó, anh em nhu cầu thì liên hệ ha. Cái dòng này có một cái là mình không thấy nó ghi cái công suất ở đâu anh em ơi. Không thấy cái nó ghi cái công suất con này là bao nhiêu watt hết. Mình nghĩ con này phải trên 2000W. Tại cái lực búa nó mạnh như vậy phải 2000W nó mới được. Đó, nhưng mà cái vấn đề ở đây là miễn sao nó bắn ngon là ok rồi anh em ha. Đó, bắn ngon là ok rồi. Đó. Rồi, anh em đang nhu cầu về cây súng bắn đinh Discord này có thể liên hệ cửa hàng mình ha. Hàng đang có sẵn luôn. Nha, hàng đang có sẵn 1.050.000 cho cái súng này. À, có chỉnh đây nè ha, có chỉnh lực ở đây. Công tắc đây ha, có chỉnh lực. À, bình thường nó bóp vậy nó không ăn đâu ha, chúng ta ấn cái này vô nó mới ăn anh em ha. Đó, rất là đẹp. Đây, ha, hàng đã về rồi. Đó, thiết kế hầm hố đẹp, bền. Nha. Thì anh em xài mấy cái này á, cái nào cũng vậy anh em. Súng bắn đinh thì nó có gạt đinh. Khi gạt đinh thì anh em chúng ta phải gỡ nắp ra nè. Gỡ nắp ra ha, ta gỡ nắp ra nè nha, ta nó kẹt ở cái lưỡi gà này, nó không có lưỡi gà trong đây nè, nó không có bị, nó bị, nó không có chạy lên á thì nó sẽ không có bắn được. Nếu mà kẹt đinh thì chúng ta mở hai ốc ra, chúng ta lấy cây đinh bị kẹt ra, bị kẹt trong đây ra thì chúng ta lấy cái lưỡi gà ra thôi, quên đưa đẩy lưỡi gà lên là chúng ta xài là bình thường ha. Hãng cũng thiết kế chúng ta là nó thiết kế một cái chùm cao su này rất là đẹp nè, chụp là nó giúp cho cái phần này nó liền với nhau nè ha, em thấy không? Nó một cái màu đen đen với màu vàng cứng cáp. Rồi, ok, anh em có thể lục lại những cái video mà lúc trước mình làm con review con này nhiều lắm. Mình bán cũng khá là nhiều luôn ha, kỳ này về lại chứ giới thiệu lại mới cho anh em thôi. Chứ nó không có gì khác hết, mẫu mã như vậy thôi, có điều giá nó rẻ hơn chút. Thì cái gì cũng vậy anh em, về số lượng nhiều thì giá nó phải rẻ thôi. Ha. Đó, về số lượng nhiều thì giá phải rẻ hơn ha. Lúc trước con này tới 1.2 triệu nha. Rồi bây giờ nó chỉ còn có 1.050.000 thôi. Rồi, anh em đã nhu cầu thì liên hệ số thợ dưới được mua hàng nha, hàng đã sẵn hàng để phục vụ anh em luôn. À, không sợ hết hàng nữa nha. Hàng mình đã về rồi, không sợ hết nữa. Tại vì điện nó được loại thế, chỗ anh em muốn xài chỗ nào nó cắm điện nó xài thôi, không cần phải hơi ga. Anh em nhiều lúc anh em đi công trình đó, ha, cắm điện xài dắt mình hơi thì nó mệt ha, cắm điện vô là chúng ta xài là được rồi. Thì cái hàng này nó thiết kế vậy ha. Rồi, cảm ơn anh em nha, anh em nhu cầu liên hệ xuống thẳng bên dưới. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.